thưa cộng đoàn, lại một mùa Giáng sinh nữa đã về với giáo xứ Cao Xá chúng ta. Để mừng ngày đại lễ Giáng sinh, cộng đoàn giáo xứ Cao Xá đã có rất nhiều hoạt động để chuẩn bị và mừng ngày Chúa sinh ra đời. Hãy cùng ban truyền thông chúng tôi điểm qua một số hoạt động của giáo xứ trong ngày Giáng sinh. Chúng con kính chào cha. Thưa cha, đêm thánh ca cầu nguyện đã vừa kết thúc thì cha cảm thấy như thế nào ạ?
Cảm nhận của tôi lúc này là tôi rất là vui và rất là hài lòng với cái chương trình này. Trong các giáo xứ thì thường là thánh ca thường là tổ chức mang yếu tố gọi là trình diễn văn nghệ, thế nhưng mà tổ chức một buổi thánh ca mang yếu tố cầu nguyện thì có lẽ là không có dễ tí nào. Thế nhưng giáo xứ của chúng ta cũng đã làm được cái điều đó. Cảm nhận của tôi đó là trong các cơ đoàn có một cái sự đầu tư hết sức là kỹ lưỡng và hát rất là tâm tình, rất là sốt sắng, cũng như là tất cả các tiết mục của các em cũng có cái gì đó rất là sốt mến, thế nhưng cũng không kém nghệ thuật. Thế thì tôi rất là vui, rất là hài lòng cho buổi thánh ca cầu nguyện này, và tôi tin rằng là Chúa cũng sẽ thấy được những cái nỗ lực, những cái cố gắng cũng như là tấm lòng của chúng ta, và chắc chắn là mùa Giáng sinh năm nay Chúa cũng sẽ ban ơn, đặc biệt là Chúa Hài Đồng cũng sẽ đổ tràn đầy nhiều ân sủng xuống trên giáo xứ Cao Xá chúng ta trong mùa Giáng sinh năm nay. Ngày hôm phố vẫn hằng mong đợi, ngày cứu Chúa của ta vinh hiển quang Đó là những hoạt động trong giáo xứ trong ngày đại lễ Giáng sinh. Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng tuôn đổ muôn ơn lành trên mỗi người trong giáo xứ chúng ta. Xin Người luôn ngự trị trong tâm hồn của mỗi người để chúng ta có một mùa Giáng sinh đầy ý nghĩa và an lành.